Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Edu Tips. Chúng ta tiếp tục với series giải các bài toán phương trình hóa học. Ngày hôm nay là bài toán lập hệ phương trình tìm số mol các chắc. Vẫn như các bước giải bình thường là chúng ta đọc và phân tích đề, sơ đồ hóa bài toán hoặc viết phương trình hóa học. Phân tích sơ đồ hóa xem đề hỏi gì, kiểm tra xem đề đã cho ta biết được gì. Cuối cùng giải, trong bài này chúng ta sẽ giải bằng phương pháp lập hệ phương trình dựa vào các giá trị đề bài cho. Chúng ta qua ví dụ dẫn 44,8 lít khí hydro qua 15,2 gram hỗn hợp oxit gồm CO và FeO đun nóng, sau ứng thu được m gram chất rắn, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tìm m. Chúng ta đọc và phân tích đề, sơ đồ hóa hoặc viết phương trình. Đối với bài này phương trình đơn giản, ta có thể viết phương trình hóa học. Chúng ta sẽ được hai phương trình. Thì các bạn biết là CO và FeO khi tác dụng với khí hydro sẽ tạo ra kim loại đồng và sắt và hơi nước. Theo đề bài, ta tính được số mol khí hydro là bằng 44,8 chia cho 22,4, ta sẽ được 0,2 mol. Trong bài toán này, ta thấy rằng 15,2 gram hỗn hợp oxit không thể đổi thành số mol được. Do đó, khi gặp một giá trị đề bài là khối lượng mà khối lượng này ta không đổi thành số mol được, thì các bạn và các em hãy nghĩ ngay đến việc chúng ta lập hệ phương trình hoặc sử dụng cái giá trị đó để bảo toàn khối lượng hoặc tăng giảm khối lượng. Thì trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là lập hệ phương trình. Muốn tìm khối lượng chất rắn, ta cần biết chất rắn có gì. Do phản ứng xảy ra hoàn toàn nên sao phản ứng cả khí hydro và hỗn hợp oxit đều hết, nên chất rắn chỉ có thể là kim loại đồng và sắt thôi, không còn oxit kim loại dư. Do đó ta cần có hai số mol của đồng và sắt thì chúng ta sẽ tìm được m gam chất rắn. Giải, ta gọi xi lần lượt là số mol của CO và FeO. Thì theo bảo toàn khối lượng, ta có phương trình thứ nhất đó là 80x cộng 72y bằng 15,2 gram. Đây là bảo toàn khối lượng của hỗn hợp oxit. Mặt khác, ta lại có khí hydro tác dụng CO tạo ra đồng và hơi nước, khí hydro tác dụng với FeO tạo sắt và nước. Thì ta đặt số mol của CO vô thì chúng ta sẽ tìm được x mol hydro, đặt y mol FeO vô chúng ta sẽ tìm được y mol hydro. Mà theo đề bài, ta tính được tổng mol hydro phản ứng với hai oxit này là bằng 0,2 mol. Từ đây ta sẽ lập được hệ phương trình thứ hai, đó là x cộng y bằng 0,2 mol. Từ 1 và 2 ta có một cái hệ phương trình là 80x cộng 72y bằng 15,2 và x cộng y bằng 0,2. Giải hệ này thì nó quá đơn giản, các bạn sử dụng máy tính là chúng ta giải được liền. Giá trị tìm ra được xi đều bằng 0,1 mol. Vậy thì khối lượng của đồng sẽ là 64 nhân với 0,1 bằng 6,4 gram. Khối lượng của sắt là 56 nhân cho 0,1 bằng 5,6 gram. Và tổng khối lượng chất rắn sau phản ứng sẽ là m bằng m sắt cộng m đồng bằng 12 gram. Kết luận, bài toán lập hệ phương trình thường xuyên gặp trong toán hóa. Từ lớp 8 đến 12, các em đều gặp bài toán này. Bài toán này áp dụng ở nhiều bài toán khác như là oxit axit tác dụng kim loại kiềm, khí hydro CO, amoniac tác dụng với hỗn hợp kim loại mà có kim loại đứng trước hydro. Các phương trình ion cũng có thể áp dụng dễ giải, có thể kết hợp với phương pháp bảo toàn điện tích để biện luận các bài toán khó. Sau đây là một số bài tập rèn luyện. Các em và các bạn về nhà rèn luyện hai bài toán này
để chúng ta nắm được các cách bước giải cơ bản của bài toán lập hệ phương trình trong môn hóa học. Đến đây, video xin hết. EduSteep xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, hãy like, share. Nếu có gì chưa biết, hãy để lại comment phía dưới để EduSteep có thể cải thiện video tốt hơn. Cuối cùng, các bạn hãy đăng ký để ủng hộ EduSteep. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video bài giảng kế tiếp.